Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp và hôm nay có về chiếc Seiko Pride SDGC029, một chiếc đồng hồ cực kỳ hiếm thời điểm hiện tại. Sở hữu trong mình full option của một con máy 6 đời 21 nhưng mức giá thì lại cực kỳ phải chăng. Hôm nay giao lưu cho bác một chiếc qua sử dụng, hình thức đang còn rất đẹp và giá chỉ có 12 triệu 500 ngàn. Con này nếu mà ngày xưa nhé, nếu mà tình trạng đẹp lướt thì nó rơi vào tầm 16 năm. Nhưng mà để tiết kiệm được 4 triệu thì các bác chơi con qua sử dụng này, hình thức đang còn rất đẹp luôn các bác. Mà đảm bảo 12 triệu 500 ngàn bây giờ kiếm đâu ra được máy 6 đời 21 full option như này nhá. Thân vỏ phủ đa-oxy này, chống xước này, chống oxy hóa ô bẩn này, tăng độ sáng bóng. Kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa super clear hai lớp trong vắt. Mà giá thì có 12 triệu 500 bằng một chiếc 4R35 tầm thấp ngoài hãng thôi. Thật sự các bác là máy 4R35 nó không có tuổi gì với con máy này cả. Đó, form dây thì chúng ta vẫn sẽ là form dây ba mắt mặt tròn này, ba mắt anh xước tròn nhé. Form dây này thì nó sẽ bo theo cái đường cổ tay cho nên là nó sẽ làm cho bộ dây của chúng ta trông mềm mại hơn. Khóa thép đúc đặc dày dặn chắc chắn và đặc biệt hơn nữa là khóa gập một bên liền liền mắt. Tại sao em lại rất thích cái khóa này là bởi vì cái mắt của nó liền vào cái khóa của nó liền vào cái mắt cho nên nó rất gọn gàng, nó tránh được những cái bụi bẩn nó rơi qua cái phần mắt này vào trong gây mất vệ sinh. Đấy, nó hay hơn cái khóa đời cũ rất là nhiều. Còn về form dáng thì tại sao Seiko Pride cho đến hiện tại vẫn là một trong những mẫu rất hot, cho dù gần như là nó đã dừng sản xuất hết các mẫu rồi. Bây giờ Pride nó chỉ sản xuất những dòng máy pin cao cấp thôi, còn máy cơ nó không làm nữa. Nhưng mà tại sao người ta vẫn thích dòng Bright hơn là dòng Preset? Bởi vì ngày xưa ấy, cái dáng của Bright nó đẹp. Các bạn nhìn cái dáng con này. Đây là một trong những dáng đẹp nhất của thế giới đồng hồ dành cho những mẫu Dress Watch. Và cái dáng này nó đẹp đến nỗi mà sau này Grand Seiko, nhà Seiko không cho phép những cái mẫu tầm trung được sử dụng kiểu dáng này nữa. Mà chỉ có Grand Seiko thôi. Là các bác biết là nó đẹp đến cỡ như thế nào rồi. Đây, cho bác nhìn thấy cái dáng càng nhá. Xước này, bóng này, đan xen với nhau đúng không bác? Mà cái nước xước đánh mà nó rất chỉn chu. Đặc biệt hơn nữa đó là thiết kế càng cong theo đường cổ tay. Đây các bác để ý nhá, cái thiết kế càng bây giờ nó cực kỳ hiếm luôn, mà gần như là chúng ta không nhìn thấy của nhà Seiko nữa. Với cái phần càng như thế này nhá, lát nữa em đeo lên tay thì các bác biết là nó ôm tay đến nhức như thế nào. Còn núm sẽ không có logo Seiko đâu các bác chú ý nhá. Với cái dòng Bride này, một là những bản limited đính đá, hai là núm trơn không có logo. Đó là cái điều đặc biệt. Còn về size thì con này là size khoảng tầm 41 này. Dày 12 hơn này, lắc to lắc khoảng tầm 48. Đấy. Mà đeo lên tay các bác nhá. Đây, các bác nhìn thấy cổ tay em 15.7 đeo này. Các bác nhìn thấy phần càng không? Nó bo theo đường cổ tay cho nên là sau này khi mà đeo ấy, nó sẽ không bị lắc lư khi mà các bác vận động. Đấy, nó luôn giữ ở cái vị trí đẹp nhất trên cái cổ tay của các bác. Đó chính là cái ưu điểm của phần càng cong bán nguyệt như này. Đó là lý do em rất thích cái kiểu dáng này. Và cho đến bây giờ thì đó là một trong kiểu dáng đặc trưng của Grand Seiko. Đấy các bác nhé. Còn những cái dòng tầm thấp thì bây giờ như là những cái dòng SCVF hay là những cái dòng SRW hay là vân vân thì cũng sẽ không được sử dụng cái kiểu dáng này nữa đâu. Đó. Kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa super clear, tức là phủ chống lóa hai lớp thì gần như chúng ta không nhìn thấy kính của bọn này đâu. Mà số con này thì các bác sẽ thấy là mặt đen piano. Tuy nhiên các bác sẽ thấy là con này nó sẽ là đen piano nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều trạng thái. Ví dụ trải tia rẻ quạt này, trải tia sunburst này, các bác nhìn thấy không? Ở bên trong cái mặt số thì nó sẽ tạo ra cái điểm nhấn cho cái mặt số của chúng ta. Đầy đủ lịch thứ, ngày và kim báo chữ cod. Con này trang bị máy 6R21 với tần số 28.800. Và hơn nữa thì chiếc đồng hồ chúng ta có trang bị dạ quang Lumi Bright, một trong dạ quang sáng nhất của nhà Seiko tính đến thời điểm hiện tại. Thời gian sáng lâu và thời gian tích năng lượng lại ngắn, đó là những ưu điểm của Lumi Bright. Đấy. Đây. Sáng chưa bác nhỉ? 36912 này và kim giờ phút này, trang bị đầy đủ dạ quang xanh lá rất đẹp. Và hơn nữa thì con này có cọc kim được mạ PVD màu rose gold vàng hồng, mà các bác nhìn thấy cái mặt số cọc kim của nó được hoàn thiện tốt chưa? Quá đã đi. Hoàn thiện tốt đến như thế này thì còn chê cái gì nữa các bác. Nhìn cái cọc số này nó vẽ vân vào này, đánh bóng sáng này. Hoàn hảo, xứng đáng với cái giá tiền các bác bỏ ra đúng không? Đấy, 12 triệu 500 nhưng mà con này qua sử dụng rồi nhưng mà hình thức đang còn rất đẹp các bác ạ.
nó xước răm nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể. Đấy, đẹp lắm. Con này 6R21 các bác nhé. 6R21 thì có điều đặc biệt đầu tiên thì chúng ta phải kể đến, nó là vành tóc được làm bằng spon 510 từ Cuban và Neken này, thì hoàn toàn miễn nhiễm với từ trường. Đây, chữ U úp ngược này là chống nhiễm từ này. Rồi Made in Japan này, đấy, sản xuất lắp ráp tại Nhật. Ngoài ra thì chúng ta có chống nước là 13 tương đương 100m này, thân thép không rỉ này. Đấy, máy 6R21 với tần số 28.800. 45 giờ cót, đầy đủ lịch thứ ngày. Thứ ngày kim báo chữ cót này. Đầy đủ. Thiết kế với màu sắc panda trắng đen rất đẹp và nổi. Cọc kim thì mạ PVD màu rose gold vàng hồng. Sang. Đấy, đầy đủ cót tay dừng kim dây. Sai số tốt mà giá thì chỉ có là bao nhiêu? 12.500.000. Chỉ bằng một chiếc 4R35 tầm thấp mà các bác mua ngoài hãng. Còn đây là 6R21 nhưng là 6R21 full option. 6R21 tầm cao. Một trong những con máy 6R21 gần như là hoàn hảo về option các bác nhé. Có dạ quang, có phủ chống lóa, có phủ đài si, có vành tóc kháng từ, hoàn hảo. Mà giá có 12.500.000. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đến gấp 10 nếu phát hiện làm fake. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên là đối với những sản phẩm mà giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này mong các bác thông cảm cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.